Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Computer. Trong thời gian vừa qua thì mình đã giới thiệu đến cho anh em rất là nhiều những cái bộ PC có mức giá khá là rẻ, từ 6 cho tới 12 triệu đồng, và nó hoàn toàn có thể chơi được những cái tựa game online esports ở thời điểm hiện tại một cách khá là dễ dàng. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đổi gió một chút, anh em sẽ cùng mình khám phá một bộ PC có mức giá tiền cao hơn là khoảng 25 cho tới 26 triệu đồng, và anh em cùng mình khám phá bộ PC ấy ở trong cái video ngày hôm nay nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi đánh giá cái bộ PCP mang cái tên đó chính là Master Trick Gaming Ultra, với một số những cái linh kiện nổi bật. Ví dụ chúng ta sẽ có con chip Intel Core i5-9400F, các đồ họa RAM Nvidia GeForce RTX 2060, và nghe cái tên Master Trick thì các bạn cũng đã đoán được rồi, thì chúng ta sẽ có một số những cái linh kiện phần cứng nổi bật của hai hãng, đó chính là Cooler Master và Asus ROG. Như mình đã nói, đó chính là cái tổng giá trị của bộ case này nó sẽ rơi vào khoảng đó chính là 25.999.000 đồng. Vậy nên thì với một mức giá cũng khá là cao đến như vậy, thì ngoài cái yếu tố đó chính là về cái mặt sức mạnh, thì cái yếu tố về mặt thẩm mỹ sẽ là hai thứ được chúng mình đặt lên hàng đầu. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì nó sẽ được mang cho mình cái bộ cây Cooler Master Box với máy hiệu đó chính là MB511RGB, với ba cái điểm nổi bật chính mà mình có thể liệt kê ra cho các bạn. Đầu tiên đó chính là nó sẽ được trang bị 4 cái fan quạt với kích thước đó chính là 12cm, trong đó thì với 3 fan quạt đằng trước nó sẽ được trang bị LED RGB, các bạn hoàn toàn có thể sync ở trên bên với một số những cái phần mềm nổi bật, ví dụ như là Aura Sync và Asus này. Điểm nổi bật thứ hai ở trên cái bộ cây này đó chính là nó sẽ được trang bị cái công nghệ khí động học, giúp cho bộ cây của chúng ta trở nên thông thoáng hơn trong quá trình khi mà anh em sử dụng. Và cái điểm nổi bật thứ ba đó chính là về cái kích thước mid tower của chiếc vỏ case này. Tuy chỉ là kích thước mid tower nhưng mà các bạn vẫn có thể lắp được những cái main có kích thước, ví dụ như là ATX, hay là các bạn có thể lắp được những cái card đồ họa có kích thước lớn, và đặc biệt là việc mà anh em đi những cái hệ thống tản nhiệt nước, ví dụ như là all in one hay là custom, vẫn rất là dễ dàng ở trên bộ vỏ case máy tính này. Ngoài một chiếc vỏ case có thiết kế khá là đẹp thì VGA được trang bị ở trên bộ cây này nó cũng đẹp không kém. Nó được mang trong mình chiếc card đồ họa RTX 2060 phiên bản RGB Trick của Asus. Với phiên bản này thì mình đã có rất là nhiều video đánh giá về hiệu năng cũng như thiết kế của nó rồi. Các bạn hoàn toàn có thể xem lại ở trên cái channel YouTube của An Phát Computer, hoặc là các bạn có thể chờ đến cái phần sau khi mà mình test game thì các bạn có thể thấy rõ nhất được cái hiệu năng của chiếc RTX 2060 này. Đi sâu hơn một chút vào những cái linh kiện nhỏ nhặt hơn ở bên trong bộ PC này. Đầu tiên các bạn có thể thấy nó sẽ được mang cho mình một chiếc SSD NVMe của Corsair với dung lượng là 240GB. Về cái tốc độ đọc cũng như tốc độ mở win, mở app của những chiếc SSD NVMe thì anh em cũng không cần phải ăn cãi khi mà nói cho chúng ta một cái tốc độ phải nói là nhanh hơn rất là nhiều so với lại những chiếc ổ SSD SATA 3 hay thậm chí đó chính là HDD thông thường. Đi kèm với một chiếc SSD của dung lượng đó chính là 240GB thì mình sẽ trang bị thêm cho nó một bộ kit RAM với dung lượng đó chính là 16GB RAM. Và như mình đã nói đầu video đó chính là ở trên bộ PC này, ngoài về cái mặt hiệu năng thì nó còn phải đẹp nữa. Vậy nên thì cái kit RAM mình chọn ở đây đó chính là RAM Corsair có LED RGB để phục vụ với cái nhu cầu đó chính là anh em có thể trang trí cho cái bộ cây của chúng ta trở nên lộng lẫy và đẹp mắt hơn. Và cái bus của kit RAM này nó sẽ có bus đó chính là 3000MHz. Do từ đầu video cho tới bây giờ thì mình đã lựa chọn rất là nhiều những cái linh kiện máy tính nó có LED RGB. Vậy nên cái việc mà lựa chọn bo mạch chủ thì mình đã lựa chọn đây đối với chiếc B360F Gaming của Asus, để cho nó có thể đồng bộ được qua cái phần mềm Asus Aura Sync. Và ngoài ra nữa thì với cái thiết kế ATX thì nó cũng giúp cho cái bộ cây của chúng ta trở nên đầy đặn hơn rất là nhiều. Linh kiện tiếp theo có mặt ở trên bộ PC ngày hôm nay đối với chiếc tản nhiệt khí Cooler Master có máy hiệu đối với là MA610P. Đây là một chiếc tản nhiệt khí có kích thước rất là lớn, và ngoài ra nữa thì về cái mặt thiết kế của nó cũng rất là ấn tượng. Đặc biệt hơn khi mà nó có thể giúp cho các bạn có thể kết nối cũng như là có thể lắp được ở trên rất là nhiều những cái chuẩn socket từ những con chip Intel lẫn AMD. Do điện năng tiêu thụ của con RTX 2060 cũng như là i5-9400F nó không phải là một con số quá là lớn, vậy nên thì với một nguồn khoảng 600W nó sẽ là một con số đủ để cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống kể trên. Và bọn mình đang sử dụng đây đó chính là chiếc nguồn Cooler Master có máy hiệu đó chính là Airline version 3 với công suất đó chính là 600W để cung cấp cho toàn bộ những cái linh kiện mình đã vừa kể trên. Vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu đến cho các bạn tất cả những cái linh kiện góp mặt ở trên cái bộ PCIe Master Trick Gaming Ultra. Đẹp mắt là thế, tuy nhiên cái hiệu năng mới là thứ mà anh em cần quan tâm. Vậy thì ngay bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi trải nghiệm hiệu năng ở trên bộ PC này. Với một bộ cây có mức giá khá là cao cũng như là cái cấu hình của nó cũng khá là tốt rồi, vậy nên thì những cái tựa game nhẹ nhàng ví dụ Dota 2 hay là CSGO thì bọn mình sẽ không đưa vào cái bài test ngày hôm nay, mà chủ yếu trọng tâm cái bài test ngày hôm nay thì bọn mình sẽ test những cái tựa game offline khá là nặng. Đầu tiên đó chính là Final Fantasy 15 thì với mức thiết lập đó chính là 2 setting, FPS luôn đạt được từ khoảng 74 cho tới 78 FPS.
game thứ hai được mình thử nghiệm đó chính là Rainbow Six S, thì với max setting FPS luôn đạt được trong khoảng đó chính là hơn 200 FPS, một con số phải nói là cực kỳ ấn tượng. Chuyển qua với một tựa game nhập file khác mang cái tên đó chính là Far Cry 5. Với mức thiết lập là max setting FPS vẫn luôn đạt từ 88 cho tới 95 FPS. Một tựa game đình đám khác đó chính là Assassin's Creed Unity, thì mình đã mạnh tay để max setting, tuy nhiên thì FPS của nó vẫn đạt được từ 79 cho tới 85 FPS. Bài test game ngày hôm nay sẽ là tựa game thế giới mở GTA 5 với mức thiết lập là max setting FPS của nó đạt được từ 85 cho tới 90 FPS. Và để chốt lại về bộ PCP Master Trick Gaming Ultra, thì sau cái bài test các bạn cũng có thể thấy rồi, nó hoàn toàn thể chơi được rất là nhiều những cái tựa game nặng ở thời điểm hiện tại, với mức thiết lập của chính là max setting và FPS của nó đạt được cũng rất là cao. Ngoài ra thì nếu như bạn đang muốn tìm cho mình một bộ PC để có thể dựng video như là các cái vlog ở trong thời gian gần đây, thì các bạn hoàn toàn có thể nên suy nghĩ đến cái bộ case này. Mặc dù là con chip Intel Core i5-9400F nó đã bị cắt bỏ đi cái nhân đồ họa tích hợp được chính là Intel Graphics 630, nhưng mà cái khả năng preview hay là khả năng render của nó thì nó cũng không thua thiệt so với lại con i5-8400 quá là nhiều. Vậy nên thì đây theo mình nghĩ nó cũng là một cái lựa chọn khá là hợp lý để anh em có thể mua về sử dụng với cái nhu cầu đó chính là chỉnh sửa video vlog. Và đó toàn bộ những gì mình muốn gửi tới cho các bạn về cái bộ PCP Master Trick Gaming Ultra này. Các bạn cảm thấy như thế nào về bộ PC này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận cho mình cũng như các bạn xem video để biết. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích thì vui lòng like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại channel YouTube của Alpha Computer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.